liên quan đến vụ việc bảo vệ trong một khu đô thị ở huyện Sa Lâm, thành phố Hà Nội bị xe ô tô tông tử vong, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can là tài xế gây án trong vụ việc. Cụ thể, ngày 16 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Trịnh Bá Trọng, sinh năm 1984 ở huyện Sa Lâm, theo quy định tài khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo kết luận điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2023. Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô taxi đến gara sửa chữa ở khu đô thị Vinhome Ocean Park để rửa ô tô. Khi đến gara, Trọng để xe cho nhân viên gara rửa, còn mình đi bộ vào phòng trọ của bạn ăn cơm và uống rượu. Sau khi rửa xe xong, nhân viên gara để xe của Trọng dưới đường. Chiếc xe bị lực lượng bảo vệ khu đô thị Vinhome Ocean Park khóa bánh vì đỗ không đúng nơi quy định. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trọng ra lấy ô tô để đi về. Khi điều khiển xe đi được một đoạn thì bánh xe ô tô bị khóa, xịt lốp nên phải dừng lại. Lúc này anh Nguyễn Đức Trường sinh năm 1993 ở huyện Gia Lâm là nhân viên bảo vệ khu đô thị Vinhome Ocean awesome Park cùng 3 nhân viên bảo vệ khác đi đến và yêu cầu Trọng về văn phòng viết cam kết không vi phạm lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định lúc này trọng không đồng ý vì cho rằng mình không có lỗi mà do nhân viên Kada sửa xe đồng thời trọng lấy kích ra định thay lốp xe bị xịt lực lượng bảo vệ của khu đô thị vinhome ocean awesome park gồm các anh vũ trung dũng đình trọng duy nguyễn đức trường và đào văn quý điều khiển mô tô đi theo xe của trọng để yêu cầu anh này về văn phòng làm việc nhìn gương chiếu hậu trọng thấy có bảo vệ theo sau nên đã đánh lái sang trái để ép xe của anh trường không cho bảo vệ này vượt lên trước trong khi đó, anh Dũng điều khiển xe vượt lên trước bên phải ô tô của Trọng. Khi phát hiện anh Dũng đi phía trước cùng chiều, anh Trọng đạp ga tăng tốc, lao về phía anh Dũng, khiến người đàn ông này bị thương nặng. Trọng không dừng xe lại mà tiếp tục điều khiển xe chạy thêm 34 mét thì tông vào cột biển báo cấm dừng đỗ, khiến xe bị thùng lốp. Lúc này Trọng mới dừng xe lại và bị lực lượng bảo vệ cùng nhân dân bắt giữ. Anh Dũng sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Tại cơ quan công an, bị can Trịnh Bá Trọng thừa nhận đã sử dụng rượu bia nên không làm chủ được bản thân, lái xe với tốc độ cao, đâm vào xe mô tô của anh Vũ Trung Dũng làm nạn nhân tử vong. Cơ quan công an kiểm tra nồng độ cồn của anh Trọng cho thấy kết quả 0,454mg trên một lít khí thở. Vụ việc đã và đang được thực hiện đúng trình tự các bước theo quy trình tố tụng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm khắc để những trường hợp coi thường mạng người sẽ không còn xuất hiện. Bên cạnh đó cũng là lời cảnh tỉnh cho các tài xế lái xe, đã dùng rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện để tránh xảy ra những tai nạn không đáng có, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Thưa quý vị, liên quan đến chiến sĩ công an Trần Trung Hiếu, trong lúc làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đã bị kẻ này tấn công bằng dao gây trọng thương. Mặc dù đã ngay sau đó, Thượng úy Hiếu đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và điều trị tích cực. Thế nhưng, do vết thương nặng, chiến sĩ Hiếu đã hy sinh trong sự tiếc thương của gia đình và đồng đội. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 ngày 13 tháng 11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, bất ngờ, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm vào vùng trọng yếu của thượng úy Trần Trung Hiếu. Bị trọng thương, đồng chí Hiếu cụp xuống, nhưng đối tượng Bảo tiếp tục tấn công thêm nhiều nhát. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, Nghệ An. Đồng thời, bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Được biết, nhóm máu của chiến sĩ thuộc nhóm máu AB là loại máu hiếm, nên những ngày qua, nhiều cán bộ chiến sĩ công an, người thân, người dân đã hiến máu để cứu Trung úy Hiếu. Mặc dù được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Hiếu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tận tình nỗ lực cứu chữa, đồng đội và người thân hết lòng chăm sóc, nhưng do bị thương quá nặng, Thượng úy Hiếu đã hy sinh vào sáng ngày 17 tháng 11 năm 2023. Thượng úy Hiếu đã hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, gia đình, đồng chí, đồng đội và người dân. Một chiến sĩ trẻ tuổi, anh Dũng ra đi trước mũi dao của kẻ phạm tội khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa. Được biết, Thượng úy Hiếu đã lập gia đình, các con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vậy nhưng, giờ đây, ông bố trẻ với nhiều hoài bão đã phải gác lại hành trình nuôi dạy con cái. Nhưng đứa trẻ thơ ngây cũng sẽ thiếu đi tình thương của bố quá xót xa và thương tiếc cho anh và gia đình khiến ai nấy đều đau lòng. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, về tội cố ý sát hại, được quy định tại khoản 1, điều 123, Bộ luật hình sự. Chiến sĩ công an Trần Trung Hiếu đã ra đi trong lúc đang làm nhiệm vụ, đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân trong tình cảnh tăng gia bối rối lúc này. Mọi thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị trong các video tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc chiến sĩ công an Trần Trung Hiếu hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Mới đây, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an cho biết, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí này. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đối với đồng chí Trần Trung Hiếu, quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, Công an huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trước đó vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11, đồng chí Trần Trung Hiếu khi đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác, nên đã áp sát để bắt quả tang. Bất ngờ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo dùng hung khí tấn công đồng chí Hiếu, khiến đồng chí bị thương rất nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, công an xã Xuân Hồng cùng người dân nhanh chóng đưa Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức Hà Nội cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có cùng nhóm máu AB đã túc trực tại bệnh viện hàng giờ, sẵn sàng tiếp máu để giữ lại mạng sống cho đồng chí Trần Trung Hiếu. Sau 4 ngày cấp cứu tại bệnh viện, tuy được đội ngũ y bác sĩ hết lòng cứu chữa và đồng đội bên cạnh giúp đỡ động viên, song do vết thương quá nặng, đồng chí Hiếu đã không qua khỏi. Sáng ngày 17 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị lãnh đạo Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Trần Trung Hiếu. Cùng với quyết định truy thăng cấp bậc hàm, Bộ trưởng Tô Lâm cũng quyết định trích 100 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân để hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Trung Hiếu. Trưa ngày 17 tháng 11, đoàn công tác tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh do đồng chí đại tá nguyễn hồng phong ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí đại úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình thắp hương tưởng niệm đồng chí đại úy trần trung hiếu cán bộ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ thay mặt lãnh đạo tỉnh đảng ủy ban giám đốc cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đồng chí đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mát của thân nhân đồng chí Trần Trung Hiếu và mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Sự hy sinh của Thượng úy Trần Trung Hiếu trong lúc đang làm nhiệm vụ đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân. Được biết hoàn cảnh của đồng chí Trần Trung Hiếu cũng vô cùng khó khăn. Vợ chồng Thượng úy Hiếu kết hôn vào năm 2018 và có với nhau hai người con còn nhỏ tuổi. Hai vợ chồng không có nhà cửa và vẫn đang sống nhờ nhà bố mẹ vợ. Người vợ của Hiếu chưa có việc làm ổn định, đồng lương ít ỏi chưa đẩy 5 triệu, chỉ đủ trang trải tạm bợ trong gia đình. Giờ đây khi mất đi người chồng, trụ cột trong gia đình thì không biết liệu rằng người phụ nữ ấy sẽ phải xoay sở ra sao khi vừa là mẹ vừa làm cha của hai đứa nhỏ. Và rồi nỗi đau đó bao giờ mới có thể nguôi ngoai khi mất đi người bạn đồng hành trong cuộc đời. Trong đám tang, nhìn cảnh người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe thất thần bên quan tài người chồng, khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo. Chiều ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo. Được biết trước đó, trong quá trình truy bắt đối tượng Bảo, khi tên này có hành vi mua bán ma túy, một thượng úy công an đã bị bảo tấn công dẫn tới trọng thương. Tại cơ quan điều tra Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khai nhận. Do sử dụng tài mà, cỏ mỹ thời gian dài, thần kinh không ổn định. Quá trình mua ma túy từ một người khác để sử dụng, bị thượng úy Hiếu phát hiện, tiếp cận, bảo đã dùng kéo bất ngờ tấn công để tẩu thoát nhưng bất thành. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11, thượng úy Trần Trung Hiếu, công an xã Xuân Hồng đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, chú thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nghi vấn mua bán trái phép chân ma túy với một người khác. Khi đuổi theo, đối tượng Bảo chạy đến quán bán hàng mã gần đó. Trong lúc áp sát để bắt quả tang, Thượng úy Hiếu bất ngờ bị đối tượng Bảo dùng hung khí tấn công. Vì bị tấn công bằng hung khí sắc nhọn, lại bất ngờ, Thượng úy Hiếu không kịp tránh nên đã trúng nhiều nhát. Đặc biệt có vết thương chí mạng trúng động mạch tim. Sau khi xảy ra vụ việc, công an xã Xuân Hồng cùng người dân đưa Thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đồng thời bắt giữ đối tượng Bảo. Đại diện bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cho biết, thời điểm tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện kích hoạt báo động phẫu thuật cấp cứu. Do bị mất nhiều máu nên gia đình và câu lạc bộ hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An kêu gọi mọi người hiến máu cho bệnh nhân. Sau khi được phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hiện thượng ủy hiếu đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục theo dõi điều trị. Có thể thấy, hành vi của đối tượng Bảo là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ mua bán trái phép chân ma túy mà còn tấn công lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ. Xin được cảm ơn sự hy sinh không quản thân mình của thượng úy công an. Qua những sự việc trên, có thể thấy các chiến sĩ cảnh sát công an đã xả thân truy bắt tội phạm. Dù trong hoàn cảnh nào, dù là khi chiến tranh hay lúc hòa bình, người dân vẫn rất cần đến sự bảo vệ của các chiến sĩ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị một đối tượng sát hại trong lúc đang đưa vợ và con đi chơi tại Bình Dương. Được biết, ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mình và nạn nhân là đồng nghiệp. Do mâu thuẫn trong lúc làm việc nên đã ấp ủ âm mưu trả thù. Đặc biệt, kẻ này cho hay, sau khi gây án, hắn đã về phòng trọ và đợi công an tới bắt. Ngày 16 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Đồng Quang Thiện, 35 tuổi, quê Đắk Lắc, để điều tra hành vi sát hại người. Thiện là nghi phạm đã sát hại anh Phạm Thanh Duy, 28 tuổi, quê An Giang, trên đường N4, phường An Thạnh, thành phố Thuận An vào tối ngày 15 tháng 11. Tại cơ quan công an, bước đầu thiện khai làm chung công ty với nạn nhân Duy. Trong khi làm việc tại công ty thì hai người xảy ra mâu thuẫn và định động chân động tay thì được các đồng nghiệp can ngăn nên hai người tiếp tục quay lại làm việc. Tuy nhiên, do còn bực tức nên sau khi tan ca, Thiện đã thủ sẵn dao với mục đích trả thù anh Duy. Sau khi gây án, biết mình không thoát được nên Thiện đi bộ về phòng trọ và ngồi chờ công an tới bắt. Trước đó, vào khoảng hơn 18 giờ ngày 15 tháng 11, anh Duy chạy xe máy đến công ty ở phường An Thạnh, thành phố Thuận An để đón vợ làm công nhân tại đây. Trên đường về phòng trọ, hai vợ chồng dừng lại tại một tiệm tạp hóa trên đường N4 để mua đồ. Bất ngờ, Đồng Quang Thiện đi bộ, tay cầm hung khí chạy tới tấn công liên tiếp vào người anh Duy, khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thiện đi bộ về phòng trọ gần đó. Anh Duy được người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an thành phố Thuận An tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Rõ ràng, nguồn cơn dẫn đến sự ra đi của nạn nhân chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm việc. Thế nhưng, không ai có thể ngờ khi mâu thuẫn nhỏ cộng với bản tính côn đồ, táo tợn và sự hận thù thì lại trở thành một vụ án mạng dã man. Một gia đình bỗng nhiên tan vỡ, con mất đi cha, vợ mất đi chồng một gia đình khác cũng lâm vào cảnh chia ly khi con trai lại trở thành hung thủ sát hại người, bị dư luận lên án. Tiếp tục những thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng mới đây ở Nghệ An đã gây xôn xao dư luận bởi sự manh động của kẻ cướp. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do nợ nần, cuống quẫn nên phát sinh ý định làm điều. Tuy nhiên, qua xác minh nhân thân, đối tượng này trước đó đang là phó giám đốc của một nhà máy chế biến gỗ ở Hà Tĩnh. Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng 14 giờ 18 ngày 14 tháng 11, Nguyễn Tuấn Anh đi xe máy đến trụ sở ngân hàng Agribank chi nhánh cửa lò, rồi mang theo con dao xông vào quầy giao dịch của ngân hàng. Tại đây, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đã dùng dao uy hiếp nữ nhân viên ngân hàng và yêu cầu mở kết để lấy tiền. Quá trình này, một số nam nhân viên tại quầy hô hoán bắt cướp nên Tuấn Anh thả nữ nhân viên ra bỏ chạy mà chưa cướp được tài sản. Đến 14 giờ 30 ngày 15 tháng 11, công an Nghệ An đã bắt giữ Tuấn Anh, đồng thời thu giữ một chiếc xe máy hiệu Wayanfa, một con dao, một điện thoại di động. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt giữ, Nguyễn Tuấn Anh đang là phó giám đốc chi nhánh nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu đóng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Tuấn Anh có nhân thần tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Ngày 16 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1995, chú phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Cửa Lò, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Qua vụ việc có thể thấy, các đối tượng cướp giật ngày càng manh động hơn. Chính vì vậy, các tổ chức như ngân hàng hay người dân cần nên đề phòng cảnh giác, tăng cường an ninh an toàn trang bị những kỹ năng cần thiết để đối phó với cướp. Mới đây, công an quận Hà Đông phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một nam thanh niên hành nghề shipper đã gây ra hàng loạt vụ phá khóa cửa nhà dân trộm cắp tài sản. Vụ việc đã được camera nhà người dân ghi lại và xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ngày 16 tháng 11, sau quá trình điều tra và xác minh, công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Ngọc Sơn, sinh năm 2002 quê Đông Hưng, Thái Bình, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sơn là sinh viên trường cao đẳng ở Hà Nội, tuy nhiên đã bảo lưu kết quả và đi làm shipper, nhân viên giao hàng. Trước đó, ngày 7 tháng 11, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị đối tượng đột nhập vào nhà, trộm số tiền khoảng 3 triệu đồng và một nhẫn vàng tây trị giá 3 triệu đồng. Qua camera giám sát của gia đình, nghi phạm là nam giới, mặc áo nhân viên giao hàng màu vàng sau khi bấm chuông nhiều lần đã dùng kìm cộng lực phá cửa vào trong trộm cắp tài sản. Quá trình xác minh, công an quận Hà Đông nghi vấn, đối tượng này chính là nghi phạm đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự ở một số nơi khác. Trước vụ việc, ban chỉ huy công an quận Hà Đông đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố Hà Nội và chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự của đơn vị phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cử những trinh sát có nhiều kinh nghiệm vào cuộc điều tra. Ngày 15 tháng 11, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Sơn, bước đầu sơn khai nhận do thua tiền khi chưa cờ bạc trực tuyến tài xỉu nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy nạp tiền vào tài khoản game ngoài ra làm nhân viên giao hàng nên sơn thông thuộc các tuyến đường ở nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội và vào buổi trưa các con ngõ nhỏ thường vắng người qua lại nên đã dùng kìm cộng lực phá cửa để trộm cắp khi gây án sơn mua kìm cộng lực cờ lê tua vít đeo khẩu trang và che biển kiểm soát xe máy hàng ngày đi lang thang trên các địa bàn các quận sử dụng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tiền nhẫn vàng dây chuyền vàng bạc bên cạnh đó khi trộm cắp tài sản sơn còn mặc quần áo zipper nên người dân ít để ý và nghi ngờ đồng thời để chắc chắn không có người ở nhà sơn bấm chuông nhiều lần công an quận hà đông cũng làm rõ với thủ đoạn trên sơn đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận trên địa bàn thành phố hà nội Trước đó ngày 9 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo zipper dùng kìm cộng lực phá khóa cửa một ngôi nhà trong ngõ trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, sự việc diễn ra vào ban ngày. Tuy nhiên, khu vực trên lại khá vắng vẻ và ít người qua lại. Trong khoảng thời gian một phút, nam thanh niên này đã phá được khóa cửa và vào bên trong. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm khắc với những trường hợp này để làm bài học răn đe cho những trường hợp khác, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. Tiếp theo là tin cũng liên quan đến vấn đề trộm cắp tài sản. Cụ thể một nam thanh niên lợi dụng trong quá trình nhân viên trong công ty ngủ đã lén trộm đồ cá nhân của mọi người mang đi bán lấy tiền chơi game. Đáng chú ý là đối tượng là nhân viên mới được nhận vào làm ở công ty và trước vụ việc này y cũng đã thực hiện chót lọt nhiều vụ khác. Theo đó, ngày 16 tháng 11, thông tin từ Công an quận Ba Đình, Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Chiết, sinh năm 1997, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an cho biết, trước đó Chiết đi xin việc làm thông qua công ty môi giới. Ngày 2 tháng 11, nhà hàng Búc Bang số 18 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, nhận Chiết vào làm đồng thời bố trí cho Chiết ngủ tại tầng 2 của nhà hàng cùng các nhân viên khác. Đến khoảng 6 giờ ngày mùng 3 tháng 11, lợi dụng lúc mọi người đang ngủ, Chiết đã trộm cắp điện thoại iPhone 6S của một nhân viên làm cùng. Lấy chùm chìa khóa xe máy của chị NTP, sinh năm 1999, chú tại quận Ba Đình đang để trên mặt bàn. Nhanh chóng đi xuống tầng 1 trộm cắp chiếc xe máy Honda Vision của chị P. Chiếc điện thoại vừa trộm được, Chiết mang đến cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại trên phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, bán với giá 50.000 đồng. Chiếc xe máy, Chiết đăng lên mạng bán được 11,1 triệu đồng. Sau đó Chiết đến quán internet trên phố Định Công, quận Hoàng Mai chơi game. Tại cơ quan công an, Chiết khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ trộm nói trên, Chiết đã thực hiện chót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy khác. Các tài sản trộm cắp đều được Chiết bán cho người không quen biết qua mạng xã hội Facebook, được số tiền 10,6 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết. Hiện công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định. Chỉ vì đam mê trò chơi mà đối tượng đã đi trộm cắp tài sản để thỏa mãn đam mê của mình. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những hình phạt xử lý phù hợp để ngăn chặn những trường hợp tương tự có thể xảy ra. Mới đây, một người phụ nữ bán dâm cùng bạn trai đã lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách đăng bài nhận các dịch vụ massage từ A đến Z để kiếm tiền tiêu. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi bán dâm của mình, đối tượng đòi nạn nhân thêm tiền nhưng không được chấp thuận nên đã cưỡng đoạt tài sản của người này. Theo đó, ngày 16 tháng 11, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Kim Nhung, 31 tuổi, với hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, Nguyễn Khắc Hiền, 32 tuổi, bị khởi tố thêm tội môi giới mại dâm. Theo điều tra, Nhung và Hiền quen nhau qua mạng xã hội. Hiền sau đó có tình cảm với đối phương. Giữa tháng 7, Nhung bán dâm vì thiếu tiền tiêu. Thấy vậy, Hiền truy cập các trang mạng, đăng các bài viết và bình luận. Nhấn massage tại nhà, dịch vụ từ A đến Z, kèm theo số điện thoại để khách hàng liên hệ. Sau đó, hai đối tượng sẽ nhắn tin thỏa thuận giá và báo địa điểm. Trưa ngày 6 tháng 11, thông qua bài đăng, anh Tê ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhắn tin theo số điện thoại trong bình luận và được hiền báo giá 2 triệu đồng một lượt mua dâm, địa điểm giao dịch tại phố Thái Hà, quận Đống Đa. 13 giờ 30 cùng ngày, tại địa điểm đã hẹn, anh T và Nhung mua bán dâm. Trước khi quan hệ, vị khách thanh toán 2 triệu đồng như thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi mây mưa, Nhung đòi anh T thêm 3 triệu đồng, nhưng người đàn ông không đồng ý. Hiền và Nhung sau đó chửi bới, đe dọa ép anh T phải trả nốt 3 triệu đồng mới thả cho về. Sau khi đã chuyển khoản, nạn nhân đã ra công an trình báo. Với hành vi manh động, kiếm tiền bằng vốn tự có, hai đối tượng đã bày ra những trò để uy hiếp người mua giao dịch. Trước những vấn đề này, cơ quan công an cần nhanh chóng làm rõ, triệt phá những tụ điểm, nhóm chat trên mạng xã hội về hành vi mua bán dâm gây mất trật tự, an toàn, an ninh. Liên quan đến vụ việc ba người tử vong khi đi hái nấm trong rừng khiến dư luận không khỏi xót so thương. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trong lúc trú mưa trong lán trại gần gốc cây lớn, các nạn nhân đã bị cây rừng bật gốc đè trúng vào phần đầu nên dẫn tới tử vong. Ngày 16 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Công Bông, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo ban đầu vụ việc cây bật gốc ngã đè ba người tại khu vực rừng thuộc địa bàn xã Giao Mao, huyện Công Bông. Kết quả khám nghiệm và thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu đã xác định các nạn nhân tử vong đều bị chấn thương sọ não, vỡ sọ hở. Từ kết quả khám nghiệm và lời khai của những người đi cùng, ban đầu cơ quan chức năng xác định các nạn nhân tử vong là do cây bật gốc đè trúng vào phần đầu. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 11, gia đình GCC sinh năm 1977, vợ STG sinh năm 1978, con dâu MTM sinh năm 2004, cháu dâu VTM sinh năm 1994 cùng chú tại thôn Ea Ba, xã Cư Pui, huyện Krông Bông và một số người thân trong gia đình đi lên khu vực rừng thuộc xã Giang Mao để nhặt quả cây rừng về bán. Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm người nói trên đến địa điểm nên dựng hai lán trại bằng tấm ni lông để ở. Đến sáng ngày 15 tháng 11, do trời mưa to, gió lớn nên tất cả không đi ra ngoài mà ở lại trong lán trại. Khoảng 11 giờ cùng ngày, bất ngờ một cây gỗ có đường kính khoảng 80cm bật gốc ngã xuống đè vào khu vực lán trại, làm ông C, chị VTM, chị MTM tử vong tại chỗ, còn bà dây bị thương. Được biết, các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông đã chỉ đạo công an huyện khẩn trương phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương nắm tình hình, trấn an tinh thần quần chúng nhân dân, hỗ trợ lực lượng cho gia đình có người mất lo hậu sự. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã cử đoàn xuống thăm hỏi động viên hỗ trợ 5 triệu một người tử vong, 2 triệu một người bị thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Lưu ý đến người dân, trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, mưa lớn nhiều ngày, người dân không tới các khu vực rừng núi có nhiều cây lớn, tránh trường hợp mưa khiến đất sạt lở, gió lớn làm cây đổ gây tai nạn, không đánh bắt thủy hải sản trên sông, biển. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video một số ô tô chạy dưới nước trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh khiến nhiều người chú ý. Liên quan vấn đề này, đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh và Ban quản lý Vịnh Hạ Long đã lên tiếng về thực hư thông tin. Theo đó, đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh và Ban quản lý Vịnh Hạ Long khẳng định, hiện tại trên vịnh không có loại hình dịch vụ hoạt động kinh doanh ô tô nước Watercar Thực chất, cái gọi là ô tô nước là chiếc xuồng được thiết kế theo kiểu dáng của một chiếc ô tô. Hoạt động này của một doanh nghiệp kinh doanh du thuyền. Dòng sản phẩm này được đưa xuống Quảng Ninh vào đầu tháng 11 năm 2023 để trưng bày và cho khách hàng trải nghiệm. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản nhắc nhở đơn vị về hoạt động trải nghiệm trên không được cấp phép. Ngay sau đó, phía công ty đã đưa các ô tô nước lên bờ và di chuyển về Hà Nội. Với các loại hình trò chơi trên nước, mỗi cơ sở cần đảm bảo tính an toàn cho hành khách và đặc biệt cần được cấp phép trước khi đưa ra thị trường làm dịch vụ. Với vụ việc trên, mỗi cơ sở cần rút kinh nghiệm về việc triển khai các loại hình kinh doanh trò chơi khi chưa được cấp phép để đảm bảo tính an toàn cho du khách. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, liên tục có những vụ hỏa hoạn mang lại những hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Mới đây tại Hải Dương đã xảy ra một vụ cháy ở cửa hàng tạp hóa lúc nửa đêm làm hai người thiệt mạng. Ngày 17 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương cho biết, một vụ cháy đã xảy ra tại thị trấn Nam Sách làm hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 55 phút ngày 17 tháng 11, ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa của ông Trần Quảng Đê, sinh năm 1962, ở đường Nguyễn Trãi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách đã xảy ra cháy. Nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Sách đã xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng và nhân dân tích cực tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 3 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 30 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà của ông Đê có 5 người gồm Vợ ông D là bà Trần Thị Dê, sinh năm 1963, ông Trần Văn Quy, sinh năm 1935, bố ông D và bà Trần Thị V, sinh năm 1937, mẹ ông D đang ốm nằm liệt giường và bà Trần Thị L, sinh năm 1969, em gái ông D. Đến khoảng 2 giờ 35 phút ngày 17 tháng 11, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được đám cháy. Lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ đưa các nạn nhân thoát ra bên ngoài. Vụ hỏa hoạn khiến ông Trần Văn Quy và bà Trần Thị Vê bị ngạt khói và được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 4 giờ ngày 17 tháng 11, ông Quy và bà Vê đã tử vong tại bệnh viện. Bước đầu, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do nổ TV dẫn đến chập điện gây ra cháy. Từ biết, nhà ông Đê đã trang bị một số bình chữa cháy. Chính quyền địa phương tổ chức cho gia đình ký cam kết về phòng cháy chữa cháy và đã được lực lượng chức năng hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Cháy nổ do chập điện xảy ra là điều không mong muốn. Vụ việc là một lần nữa là lời cảnh tỉnh đến với mọi người trong công tác phòng chống cháy nổ. Luôn kiểm tra các thiết bị điện trong nhà, bảo trì và thay mới những thiết bị đã cũ, trang bị các kiến thức phòng cháy chữa cháy để ứng phó kịp thời khi gặp phải tình huống nhằm hạn chế tối đa những rủi ro mà tránh nổ có thể gây ra. Thưa quý vị, vụ việc một gia đình bị ném bom xăng khiến ba người bị thương xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua. Ngay sau khi nắm được vụ việc, lực lượng công an đã tiến hành truy bắt đối tượng. Theo thông tin mới nhất, công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận mới thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Minh là nghi phạm trong vụ việc này. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 11 trên địa bàn thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình đã xảy ra vụ việc ném bom xăng vào nhà người dân khiến ba người bị bỏng. Trong các nạn nhân, anh V.A.L sinh năm 1989 và cháu D.N.M.Q sinh năm 2022 bị bỏng nhẹ. Cháu V.T.A mới sinh bị bỏng độ 2, diện tích 28% vùng mặt, tay. Cháu A đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Nhận tin báo, công an huyện Bắc Bình đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thành Minh là đối tượng thực hiện hành vi ném bom xăng nói trên. Được biết, đối tượng này ném bom xăng vào nhà các nạn nhân xuất phát từ việc mâu thuẫn tiền bạc. Kẻ này đã ném bom xăng vào nhà con nợ để đòi tiền chị DTI sinh năm 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An, vợ anh L sau khi thực hiện hành vi của mình, đối tượng đã dùng xe máy di chuyển khỏi hiện trường gây án. Mới đây, Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận mới thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Minh, thường gọi là Tèo, sinh năm 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Nghi phạm ném bom xăng vào nhà dân khiến ba người bị bỏng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Trước đó, đã có rất nhiều những vụ việc thương tâm dẫn tới xô sát, thậm chí là ám hại giữa con nợ và chủ nợ. Vì vậy, trước mỗi vấn đề tiền bạc xảy ra, mỗi người cần giữ bình tĩnh để giải quyết, không nên vì kích động mà làm xảy ra những vụ việc đáng tiếc như trên. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, ngày 16 tháng 11, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường, 41 tuổi, ngụ quận 4 để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cường chính là đối tượng đạp ngã xe mô tô, ném mũ bảo hiểm, tấn công cảnh sát giao thông đội cảnh sát giao thông Trợ lớn, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh khi bị đo nồng độ cồn. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 8 tháng 11, ông Cường điều khiển xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh chở theo một người khác lưu thông trên đường An Dương Vương, phường 8, quận 5. Thời điểm này, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông chợ lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh tuần tra phát hiện cả hai có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn. Theo hình ảnh từ người dân ghi lại, Ông Cường không hợp tác, nói lớn tiếng, đuổi theo một chiến sĩ cảnh sát giao thông và dùng chân đạp ngã mô tô đặc trùng. Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người đi đường can ngăn nhưng ông Cường vẫn không giữ được thái độ bình tĩnh, kiểm soát hành vi của bản thân. Nhận tin báo, công an phường 8 đã có mặt, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đưa ông Cường về trụ sở làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Cường và kết quả, người này vi phạm ở mức 0,711 mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính ông Cường về các lỗi vi phạm, điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Khi làm việc tại cơ quan công an, đối tượng không còn vẻ hung hăng, côn đồ như thời điểm đã tấn công lực lượng cảnh sát giao thông. Có thể thấy lúc này, khi rượu đã tỉnh, đối tượng cũng đã nhận thức được hành vi của mình đã gây ra cũng như hậu quả mà mình sẽ đón nhận. Có rất nhiều chữ giá như được nói ra lúc này, đặc biệt là giá như không điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia. Chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề giao thông. Mới đây tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một sự việc hi hữu. Trong quá trình di chuyển, một chiếc xe tải do mất lái nên đã tông vào nhà dân ven đường, khiến tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường giải cứu kịp thời. Sáng ngày 17 tháng 11, Tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của đơn vị vừa giải cứu thành công một tài xế ô tô gặp nạn mắc kẹt trong cabin. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 16 tháng 11, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 36A048XX đang di chuyển trên tỉnh lộ 523, đoạn qua xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, bất ngờ mất lái lao vào một nhà dân ven đường. Hậu quả cabin xe ô tô tải bị biến dạng và tài xế bị thương, mắc kẹt không thể thoát ra ngoài. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai phương án cứu người bị nạn. Tại hiện trường, vị trí đầu xe tải bị biến dạng nặng, cây to bị đổ đè lên khu vực cabin, gây khó khăn trong công tác cứu nạn cứu hộ. Người bị nạn có dấu hiệu bị gãy chân, mất máu, không tự di chuyển được. Bằng sự nỗ lực quyết tâm, sau khoảng 30 phút Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được người bị nạn ra ngoài an toàn và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để điều trị. Mong rằng các tài xế khi cầm tay lái di chuyển phương tiện tham gia giao thông sẽ chú ý quan sát và kiểm soát được vận tốc, tránh lơ là mất tập trung để xảy ra những sự cố không mong muốn, làm ảnh hưởng đến tính mạng và những người xung quanh. Thưa quý vị, mưa lớn vừa qua tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum đã gây ra tình trạng nứt, sụt lún tại nhiều khu vực, đặc biệt là trên quốc lộ 24, mà đường quốc lộ bị nứt toác gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông tại khu vực này. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Con Tôm, trưa ngày 16 tháng 11, tại km 76 980 quốc lộ 24, đoạn qua xã Pờ -e, huyện Con Plông, một điểm sụt lún đã xuất hiện tạo nên vết nứt dài khoảng 20 mét. Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Plông cho biết, tại km 194 cộng 990 đường Đông Trường Sơn đã xảy ra sạt lở đất với quy mô lớn. Vị trí sạt lở này dài khoảng 30 m, rộng 10 m, ước tính có khoảng 1500 m khối đất đá từ Ta Luy Dương tràn xuống đường, tạo thành chướng ngại lớn cho giao thông. Tình trạng nứt đường này không chỉ gây khó khăn mà còn đe dọa đến an toàn giao thông. Ngay sau khi phát hiện vết nứt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Con Tum đã cử cán bộ đến hiện trường để cắm biển cảnh báo và hạn chế phân luồng phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trước việc nứt toác tại tuyến đường này, Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong đã kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. Đến trưa ngày 16 tháng 11, điểm sạt lở trên đường Đông Trường Sơn đã được khắc phục, giúp giao thông thông suốt trở lại. Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong khẳng định rằng tình trạng sạt lở trên các đoạn đường chỉ ảnh hưởng đến việc lưu thông, không gây thiệt hại về người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi và đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. Tình hình mưa lũ hiện giờ đang vô cùng phức tạp, vì vậy mỗi người dân cần hạn chế di chuyển tới những đoạn đường đi qua đồi núi để tránh gặp phải sạt lở đất đá, gây thiệt hại về người và tài sản. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện không ít những bài viết đăng tải các thông tin về việc nhiều người cảm thấy có hiện tượng rung lắc bất ngờ theo tìm hiểu cho thấy, sáng 17 tháng 11 đã xảy ra động đất mạnh 5,4 độ tại biên giới Trung Quốc Myanmar. Nhiều người dân sống trong các khu trung cư cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc do dư chấn của trận động đất này. Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu thông tin cho biết, vào 8 giờ 37 phút 16 giây theo giờ Hà Nội, ngày 17 tháng 11, một trận động đất có độ lớn 5,4 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,21 ,21 độ vĩ bắc. 99,46 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 48 km, động đất xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar-Trung Quốc, cấp độ rủi ro thiên tai cấp khâu. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Vật lý Địa cầu cho biết, lúc 8 giờ 37 phút, tại khu vực biên giới Myanmar-Trung Quốc, có một trận động đất với độ lớn 5,4, độ sâu tâm chấn khoảng 48 km, vị trí xảy ra động đất cách Hà Nội khoảng 660 km. Tại Hà Nội vào khoảng thời gian trên, nhiều người sống tại các chung cư cao tầng ở quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân cảm thấy chóng mặt, đồ vật trong nhà rung lắc chuyển động. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi đánh giá để đưa ra kết luận chính thức về đợt rung chấn này. Phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng cho rằng phản ánh của người dân là hoàn toàn dễ hiểu song dấu hiệu rung lắc này là bình thường theo ông triều thực tế trong nhiều năm qua cho thấy dư chấn từ một số trận động đất xảy ra ở trung quốc myanmar thái lan lào cũng đã khiến người dân ở một số tòa nhà cao tầng trên địa bàn thủ đô hà nội cảm nhận được sự rung lắc nhẹ ông triều cũng lưu ý với những trường hợp động đất gần khi xảy ra rung lắc mạnh khiến bóng đèn hay quạt trần đồ vật trong nhà bị trao đảo thì người dân nên chủ động cũng như có phương án di chuyển đến nơi an toàn Chuyên gia này cũng cho biết thêm, thành phố Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng, sông Chảy, nơi đã từng xảy ra các trận động đất có độ lớn từ 5,1 đến 5,5 độ Richter. Thông thường, chu kỳ lặp lại động đất mạnh 5,3 độ Richter ở thành phố Hà Nội là 1.100 năm và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra cách đây hơn 700 năm, năm 1285. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.